Để chữa cái chứng này bằng cái xoa bóp dây ấn huyệt thì trước hết chúng ta xoa bóp, chúng ta dùng các cái động tác đầu tiên là dây, rồi dùng ngón cái hoặc là các cái đầu ngón tay chúng ta dây toàn bộ vùng trán nhẹ nhàng. Động tác dây này có tác dụng là làm mềm cơ vùng trán và giảm cái căng thẳng cho người bệnh. Tiếp theo thì chúng ta dùng cái động tác miết, mà miết dùng hai tay thì gọi là phân và hợp từ một điểm mà kéo ra hai bên. Đó, lần lượt miết phân rồi thì ta lại dùng động tác miết hợp, tức là chúng ta từ cũng dùng hai tay và từ hai bên chúng ta dồn lại. Đó, cũng làm được 3 đến 5 lần. Xong cái động tác phân hợp rồi thì chúng ta làm thêm một động tác nữa là V cái cung lông mày. Người ta dùng hai ngón tay là ngón cái và ngón trỏ, chúng ta V V cung lông mày. Chúng ta cứ làm nhẹ nhàng, cứ làm mạnh quá thì người bệnh sẽ đau. Thì đấy là vấn đề cái phần xoa bóp. Cần sang cái phần dây ấn huyệt thì chúng ta sẽ dây ấn huyệt ở vùng một số vùng trán, đỉnh đầu, thế rồi là kể cả tay chân có những cái điểm huyệt. Thì trước hết chúng ta dây ấn vào cái điểm giữa của hai đầu trong lông mày trên gốc mũi. Đó. Tiếp theo thì chúng ta ấn vào dây ấn vào cái điểm mà ở đầu trong của cung lông mày hai bên. Đấy, đây là bên tôi dây cái đầu trong cung lông mày ở bên phải của người bệnh. Đấy. Xong rồi tôi sẽ dây sang đầu trong cung lông mày bên trái. Đấy. Bệnh nhân là dễ dễ ngủ. Đấy. Sau đó thì ta chuyển sang dây hai cái chỗ họng của thái dương. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta dây cái điểm giữa đỉnh đầu. Giữa đỉnh đầu thì bà con có thể đo bằng cách là từ hai cái đỉnh tai chúng ta đưa lên. Đó. Ta đưa lên. Đó. Thì nó sẽ lấy được điểm giữa của đỉnh đầu. Đó. Chúng ta dây vào đây. Đó. Sau gáy thì chúng ta sẽ dây vào những cái điểm như sau. Thứ nhất là cái chỗ lõm của hai bên gáy này. Đấy. Chúng ta cho người bệnh là ngồi thẳng và chúng ta có thể coi như là cho hơi di động đầu để chúng ta xác định cái chỗ lỗ họng của hai bên gáy. Đấy. Đây là chỗ lõm của bên phải, đây là chỗ lõm bên trái. Đấy. Còn gáy thì có những cái điểm rất quan trọng đối với để chữa mất ngủ, thì là chúng ta là cái điểm đó là chúng ta đo, ta kéo một cái đường từ dái tai và xuống cái hõm gáy mà chúng ta vừa dây đó. Đó. Đó, thì ta chia đôi ra lấy điểm giữa và sát với cái bờ dưới của xương sọ đây. Đó. Chúng ta dây vào đây. Đó. Điểm này thì có tác dụng là chữa mất ngủ rất tốt. Đấy, dây bên phải rồi chúng ta dây sang bên trái. Đó. Chúng ta nối một đường và chia đôi lấy điểm giữa. Đấy, sát với lại cái bờ dưới của xương sọ. Đấy. Dây cái điểm này thì người bệnh hơi đau một chút. Giữa của tay này chúng ta có cái lằn chỉ của tay nó gấp vào rất rõ đúng không? Gọi đây gọi lằn chỉ của tay. Thế thì chúng ta ấn vào điểm trong cùng của lằn chỉ của tay. Đấy, điểm trong cùng của lằn chỉ của tay đây. Đấy. Điểm thứ hai là ở giữa mặt trong của cẳng tay và từ lằn chỉ của tay đo lên khoảng 4 cm. Đấy, chỗ anh chừng đây là khoảng 4 cm. Ở chân thì chúng ta dây cái điểm ở trên mắt cá trong và sát với cái bờ xương chày là 6 cm. Đấy là những cái điểm mà chúng ta có thể dây ấn để chữa bệnh mất ngủ.